Xin chào mọi người, lại là Tiến đây. Vừa sau lễ vào thì mọi người đã đi làm chưa? Còn Tiến thì chọn biến ngày đầu tiên đi làm, không chỉ là mọi thứ rất là suôn sẻ mà còn được một người anh tặng cho hai cái gel kẻ mắt của nhà Bellingwell kèm chung với cả hai cây cọ như vậy đây. Ở đây là quà Tiến được tặng. Bởi vì Tiến rất là kiểu phấn khích và nôn nóng làm liền cái video trong buổi tối, có thể review cụ thể về cái sản phẩm này cho các bạn. Ở trong đây chắc chắn là Tiến sẽ đưa luôn cả cái ưu và cái nhược điểm khi mà mình sử dụng những cái dạng eyeliner gel mà cái dạng hũ như vậy, để cho các bạn có cái nhìn bao quát hơn cũng như có thể dễ dàng quyết định xem là mình có nên mua cái sản phẩm này hay không nha. Ok, sơ sơ nói về cái sản phẩm này một chút thì đầu tiên về nhãn hiệu thì sản phẩm này là một cái nhãn hiệu của nội địa Trung Quốc với cái tên gọi là Feeling Well nha mọi người. Và cái sản phẩm này là gel eyeliner, có nghĩa là một cái dạng gel eyeliner mà nó sẽ thiết kế trong hũ như vậy. Thay vì các bạn phải sử dụng bút để vẽ thì với cái sản phẩm này thì chắc chắn là đi kèm với mỗi sản phẩm các bạn phải có thêm cả một cây cọ thì mấy bạn mới có thể sử dụng được. Sản phẩm sẽ có hai màu, màu đen sẽ phù hợp dành cho những bạn nào đã make up lâu rồi, những bạn nào yêu thích những cái dạng eyeliner sắc bén thì sản phẩm màu đen thì sẽ rất phù hợp. Riêng với cái eyeliner màu nâu, cái gel eyeliner màu nâu này thì với những bạn thích những cái màu mắt nhẹ rồi, cái eyeliner nhẹ nhàng đó thì các bạn có thể chốt được sản phẩm này. Hoặc là với những bạn nào mà yêu thích là chân mày phải sợi mà không tìm được một cái bút nào mà có thể phải sợi để cho các bạn thì các bạn có thể cân nhắc cái sản phẩm này để try. Đây là cái sản phẩm khi mà Tiến test thử lên trên tay. Ở bên đây là cái màu đen này, cái gel eyeliner màu đen, và ở bên đây là màu nâu nè. Cái chất của cái gel eyeliner này là không trôi không lem nha mọi người, không trôi không lem, là Tiến làm mạnh tay thử cho mọi người xem là cái tay của Tiến xê dịch nhưng mà nó không trôi không lem nha mọi người. Bây giờ Tiến sẽ lựa chọn cái gel eyeliner màu đen để có thể test vô trong cái mắt của Tiến ngày hôm nay để cho các bạn có thể thấy được là cái hiệu quả sau khi mà mình apply lên trên mắt. Một thủ thoại sau đó là đi ra lại cái phần tay để cho nó bớt đi, và sau đó Tiến sẽ đi ôm sát phần mí mắt, ôm sát phần mí mắt. Đấy các bạn thấy không? Rất nhanh luôn nha mọi người, rất nhanh luôn. Và với những cái sản phẩm này về dành cho những bạn nào mà yêu thích vẽ eyeliner nhưng mà các bạn không quen với cái việc mà sử dụng những cái dạng eyeliner dạng bút á, có thể cân nhắc sử dụng cái sản phẩm này. Với những cái dạng mà đầu cọ mà cái bạc xém như vậy, khi mà mình kết hợp cùng với những cái dạng eyeliner dạng hũ như vậy đi cho ra được cái khả năng là vẽ eyeliner rất nhanh. Với những cái sản phẩm eyeliner dạng hũ này thì các bạn lưu ý giúp Tiến là chắc chắn nó mau khô cực kỳ nha. Tiến chưa biết là nó sẽ khi nào cái hũ này nó sẽ khô, nhưng mà Tiến chắc chắn là nếu mà để mà cho tiếp xúc với không khí trực tiếp như vậy thường xuyên, thậm chí là nó còn khô nhanh hơn so với là dự kiến. Cộng chung với lại cái chất eyeliner của Feeling Well thì bị có một cái là không có được mà tới mức độ mà đen ống đâu. Khi mọi người lưu ý giùm Tiến là nó dùng nhanh tiện và phù hợp với những bạn nào không có thời gian để có thể make up thì các bạn có thể chốt với cái sản phẩm là đối với cái sản phẩm Feeling Well này nha mọi người. Ok không? Nếu mà để mua cái sản phẩm này lại hay không thì chắc chắn là Tiến sẽ không mua, tại vì Tiến đã quen sử dụng với những cái dạng bút vẽ eyeliner rồi, và cái bút vẽ với Tiến bây giờ thì nó đã thao tác rất là nhanh, Tiến không có lười biếng. Còn với những bạn nào mà không có thời gian thì các bạn sẽ thấy là cái sản phẩm này rất hiệu quả, cũng như là cho các bạn vẽ một cái eyeliner rất nhanh và dễ dàng. Thì có với những bạn như vậy thì các bạn hãy chốt liền cái sản phẩm này nha, ok không ạ?